trí tuệ. Nhờ có trí tuệ thì mình mới biết đâu là việc đúng, việc sai, tức là nó mới ra được thiện lành. Và nó cứ như hai cái chân nó bước đi như vậy. Lao động và kiên trì, nó là điều bắt buộc, nó là những cái cơ bắp của chân. Sau đó là gì ạ? Thời gian lao động nó là một cái chân, và trí tuệ nó là một cái chân. Thì cứ thời gian tăng, trí tuệ tăng, thời gian lao động tăng, trí tuệ tăng. Và khi trí tuệ nó tăng như vậy, nó soi sáng cho tâm ta. Cao Tuấn Anh có nói là: em chào thầy ạ. Thầy ơi, quả đúng như thầy nói ạ. Nói thì dễ nhưng ứng dụng vào cuộc sống rất khó. Vậy thầy cho em hỏi làm thế nào để ứng dụng những điều thầy nói vào cuộc sống được hiệu quả nhất ạ? Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Vâng, tôi vẫn quay trở lại cái bộ phim Tôn Ngộ Không. Tại sao mà Tôn Ngộ Không bay được? Tôn Ngộ Không có thể ôm sư phụ bay được, rồi Chư Bát Giới cũng bay được, ngựa cũng bay được, ông cái gì Tăng nhỉ, Sa Tăng cũng bay được. Thực ra năm thầy trò bay được hết mà. Mà tại sao lại không bay thẳng phát về lấy kinh, mà lại phải cứ phải đi bộ, xong gặp yêu quái quánh nhau lại choe choét với đấy được kinh? Thì bản chất trong cuộc đời này, họ muốn nói đến cái hành trình trong một cuộc đời này của con người cũng vậy thôi. Chúng ta phải trải qua các kiếp nạn. Thông qua các cái kiếp nạn như vậy thì bắt đầu chúng ta phải bỏ được tham sân si mạn nghi. Chứ không phải là chúng ta nói là Như Lai ơi tôi đi lấy kinh, thì bạn nói vậy phát xong bạn có khả năng thần thông, bạn bay một phát là bạn đến cái chỗ Tây Phương, là bạn lấy kinh xong bạn về được. Nó không xảy ra chuyện đó. Vậy thì bản chất đời mình cũng vậy thôi. Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta một cái lộ trình, chỉ ra cho chúng ta một cái lộ trình để chúng ta đi lấy kinh, chính là cái việc là để đến cái đất Phật đấy. Và bắt buộc chúng ta phải trải qua các kiếp nạn. Và muốn vậy thì chúng ta phải đối mặt với các nghịch cảnh. Chúng ta phải gì ạ? Lầm lũi, làm việc vất vả, phải đi bộ đấy thôi, mặc dù bay được. Rồi chúng ta gặp các nghịch cảnh, rồi chúng ta gặp các chướng duyên. Và mỗi một thời khắc mà chúng ta thất bại bởi những cái nghịch cảnh như vậy thì chúng ta lại có được một bài học. Và khi bài học trong con người ta nó đủ lớn thì bây giờ nó mới phát sinh thành trí tuệ. Và khi trí tuệ đã đủ lớn, nó khai sáng cho cái tâm của ta, thì mặc nhiên ta đã ở đất Phật. Cho nên trong đạo Phật mới lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy trải nghiệm, lấy sự tĩnh lặng, lấy sự tu sửa trong mỗi đời sống, một cái giây phút chúng ta sống, để làm hành trang, để làm phương tiện. Còn trí tuệ là sự nghiệp. Còn khi mà chúng ta lao động, đối mặt với các nghịch cảnh, vượt qua những khó khăn, xong rồi chúng ta có trí tuệ, tức là chúng ta có sự nghiệp, thì ắt hẳn chúng ta sẽ đến được đất Phật mà thôi. Cho nên nói thì dễ nhưng làm thì không dễ. Bởi vì nếu nói tôi đi lấy kinh mà Tôn Ngộ Không bay một phát lấy được thì Tôn Ngộ Không không bao giờ thành Phật. Cho nên bạn phải gì ạ? Chấp nhận một cái quy luật. Cho nên ai mà nói được, làm được thì mới có cơ hội thành Phật. Còn ai nói được mà không làm được thì có nghĩa bạn mãi mãi chỉ là một con vẹt, chứ không thể nào chúng ta bước được một cái bước nào trong cuộc đời này cả. Và bước đi hay không là do bạn, chỉ đường là do Đức Phật, và bước đi phải là do bạn. Cho nên đừng hỏi với tôi rằng tôi phải làm thế nào để đôi chân của tôi đi được. Thưa bạn, nó phải là do chính bạn bước đi. Chứ những người ở ngoài cầm chân của bạn lôi bạn đi cũng không lôi được cơ mà. Bởi vì tâm trí của bạn vẫn ở lại. Rồi ạ, và chúc bạn hiểu được cái chuyện này. Cho nên một trong những cái việc cực kỳ quan trọng để tu sửa bản thân mình phải có hai đức tính. Một là chăm chỉ. Hai đức tính nhé. Một là chăm chỉ. Hai là kiên trì. Từ chăm chỉ, kiên trì thì bắt đầu nó mới phát sinh ra cái gì ạ? Trí tuệ. Nhờ có trí tuệ thì mình mới biết đâu là việc đúng, việc sai, tức là nó mới ra được thiện lành. Và nó cứ như hai cái chân nó bước đi như vậy. Lao động và kiên trì, nó là điều bắt buộc, nó là những cái cơ bắp của chân. Sau đó là gì ạ? Thời gian lao động nó là một cái chân, và trí tuệ nó là một cái chân. Thì cứ thời gian tăng, trí tuệ tăng, thời gian lao động tăng, trí tuệ tăng. Và khi trí tuệ nó tăng như vậy, nó soi sáng cho tâm ta, thì chúng ta bắt đầu biết làm những việc thiện lành. Thì
cái cách nó là như vậy. Vì vậy tôi vẫn nhắc lại là hãy nghe tôi nói vậy thôi, nhưng bắt đầu bạn làm được và thực hiện hay không thì chính con người bạn phải đấu tranh với chính mình để mà làm, chịu khó kiên định mà làm cùng với thời gian. Rồi ạ, chúc bạn thực hiện được như cái mong ước của Đức Phật là ta đã là Phật, còn chúng sinh đang là trên đường thành Phật. Rồi ạ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.